Sáng ngày 13 tháng 8, đoàn công tác huyện ủy An Phú do ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện An Phú làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với xã Phú Hữu và Vĩnh Lộc về công tác chuẩn bị năm học 2024-2025. Tại các nơi đến, đoàn công tác được nghe lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các đơn vị trường học trên địa bàn xã Phú Hữu và Vĩnh Lộc báo cáo về thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, công tác quy động học sinh và xã hội hóa giáo dục trước thềm năm học mới 2024-2025. Đồng thời, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo trường học đề xuất nâng cấp một số phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh, quan tâm đẩy mạnh tiến độ cấp quyền sử dụng đất, hỗ trợ công tác xã hội hóa giáo dục đầu năm học. Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện An Phú, ông Phùng Minh Tân đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ giáo viên, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong công tác khuyến học, khuyến tài. Phó Bí thư Thường trực huyện ủy An Phú yêu cầu các ngành chuyên môn huyện hỗ trợ các điểm trường tháo gỡ khó khăn trong thời gian sớm nhất. Ông yêu cầu các địa phương tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác quy động học sinh, công tác xã hội hóa giáo dục, đảm bảo tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2024 được thực hiện chu đáo và đạt kết quả cao.